hãy review cốc gấp gọn thông minh đi. Cốc mà gấp gọn được á? Vì thấy giá thành của nó khá là rẻ nên mình quyết định mua hẳn 3 cốc 3 màu khác nhau. Nhìn qua thì mình thấy nó giống như là cái dụng cụ đựng ghim và cục tẩy ấy. Chẳng thể nào tưởng tượng ra cái cốc được. Xoay nắp và mở ra nào. Một nửa của cái nắp ấy được dính chặt xuống dưới để làm đế cốc luôn. Thiết kế gồm 4 vòng tròn có đường kính khác nhau để khi kéo ra, các mấu nối khớp lại sẽ tạo ra thành một cái cốc nhỏ xinh thế này đây. Rất là hay ho đấy chứ. Đi thử sử dụng nó luôn xem nào. Một cái cốc này chứa được khoảng 100ml nước. Các khớp nối khớp nhau không bị rỉ nước ra ngoài. Dùng xong chỉ cần đóng lại, xoáy vào là xong. Nhỏ gọn, có thể đút túi và mang đi được bất cứ nơi đâu. Tôn đã sử dụng sản phẩm và thấy sản phẩm này ok nhá. Rất phù hợp cho những chuyến du lịch, có thể giúp chúng ta tiết kiệm không gian ba lô. Phù hợp luôn cho các bé đi học, đi làm. Để làm sao? Có cốc riêng tiện lợi uống, đảm bảo vệ sinh. Tôn ơi, hãy review cốc làm đá thông minh đi. Được luôn. Ok ok. Để xem nó có gì mà lại hot đến như vậy nha. Cái cốc này nó to như cái ca pha nước vậy. Thiết kế kiểu có những ô tròn nhỏ lồi ra xung quanh vành cốc. Phía trong còn có một cái cốc nhựa trơn được để cố định rất chắc chắn ở giữa. Giờ thì chúng ta cùng đi thử cái cốc này nhá. Cho nước vào căn chỉnh cho ngập một hàng dưới cùng thôi. Vì khi chèn cốc trắng vào thì nước sẽ được đẩy dâng lên, làm đầy hết các ô xung quanh. Mặc dù đã cho rất ít như vậy rồi nhưng mà nó vẫn cứ tràn hết lên mọi người ạ. Lau nhà thì chết thôi. Chứng tỏ là khối lượng nước được làm thành đá nó không có nhiều. Giờ thì chúng ta bỏ tủ và chờ đợi thôi nhá. Và sau thời gian chờ đợi, tranh thủ đọc hết 7749 cuốn truyện thì chắc là nước cũng đã được đóng đá rồi. Mình lấy ra xem thôi. Rút cái cốc trắng cố định này ra, các bạn nhìn xem, nước trên các ô tròn đã đông thành đá hết rồi. Mình chỉ cần bóp nhẹ cốc là những viên đá nhỏ nhỏ xinh xinh đã dễ dàng rơi ra. Có điều là thành phẩm thu được hơi ít nhá. Chỗ đá này uống 2 cốc nước là hết rồi. Chiếc cốc trắng bên trong lúc này có tác dụng như là cái chỗ chứa thành phẩm vậy. Lúc đó mình lại tiếp tục đổ đá thành phẩm vào cốc trắng ở giữa. Lúc này mình lại đổ nước vào làm đá tiếp. Ok, như vậy đấy. Theo mình ý, thì nên đổi tên cốc làm đá thông minh thành cốc làm đá hữu ích thì sẽ đúng hơn đấy. Tuy nhiên, rất xứng đáng để cho nó 9 điểm. Một like nhá. Khuấy có giống như quảng cáo hay không? Mọi người hãy cùng Tôm khám phá nó ngay nhá. Sản phẩm này mình mua với giá là 105.000 đồng. Nhìn nó nhỏ gọn như chiếc cốc mình hay uống nước thôi. Cái cốc này nó chạy bằng pin nha. Loại pin chạy là loại pin nhỏ hay lắp điều hòa đó. Cái nắp trên đậy rất là chặt luôn. Bên trong cốc có một cái cánh quạt nhỏ. Khi ta ấn nút trên quai cốc thì cánh quạt sẽ hoạt động. Giờ thì mình cùng pha chút cà phê để có thể nhìn thấy nó hoạt động một cách rõ ràng nhất nha. Đổ nước vào gần đáy cốc này, cho cà phê vào và ấn nút. Khi cánh quạt ở dưới chạy thì nó sẽ tạo ra xoáy nước, làm hạt cà phê có thể tan đều ra. Và mình phải giữ nút chứ khi mình nhả nút ra là cánh quạt nó cũng sẽ ngưng chạy luôn. Đấy, mọi người thấy không? Tan rất đều luôn. Trên nắp có một cái thanh trượt, muốn uống nước thì chúng ta sẽ trượt. Khi đó nó sẽ lộ ra phần miệng hở. Cốc này còn có khả năng giữ nhiệt nữa cơ. Được đấy. Mình đã sử dụng sản phẩm và thấy nó ok nhá. Một like. Với giá là 765.000 đồng. Hôm nay mình sẽ thử làm hai món là chè đậu xanh và cháo trắng nhá. Bắt đầu với chè đậu xanh nào. Đổ đỗ vào này, cần phải cho thêm bột năng và đường trắng nữa nhá. Cho nước vào này, rồi cắm dây bấm nút và chờ đợi. Chè đã được rồi đây. Vì là cốc hầm nên nó không bị bỏng quá, nó cứ chín từ từ nên đỗ được cái là rất là dừ. Sang cháo nha, lại đổ nguyên liệu vào, ấn nút. Rồi, và sau khi chờ hết cả thanh xuân thì bây giờ cũng đã được cháo rồi. Cái nồi hầm đa năng này nó không chỉ hầm được đâu nha, mà nó còn có thể pha chè nấu các kiểu con đà điểu luôn. Công dụng đặc biệt của nó chính là đặt giờ hẹn giờ cho thức ăn chín. Nói chung là cái cốc hầm này dùng được, có cái là dung tích hơi nhỏ thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Nếu như bạn đang rán nấu gì đó mà muốn dùng tiếp dầu ấy để làm món sau thì làm thế nào á? Công nhận mới là lượt dầu đầu tiên ý, mà đổ đi thì nó hơi phí. Mà không phải nhà ai cũng có điều kiện như thế. Tôm đã thử order về đây cái cốc lọc dầu ăn xem sao. Nó gồm phần bình đựng, nắp và một giá lọc đơn giản. Dung tích chứa được 1,4 lít. Phần giá và bình đựng thì làm bằng kim loại, còn nắp thì làm bằng nguyên liệu nhựa dẻo. Tôm sẽ dùng nó để lọc cái phần dầu vừa rồi nha. Tạm thời thì có thể thấy được những cặn to đã được giá lọc cản lại và phần dầu sạch sẽ được chảy xuống dưới. Cơ mà nó không được trong đâu, vẫn đục ngầu à, vì những cặn li ti không thể nào loại bỏ được. Tôm đã để dầu yên trong cốc tầm 30 phút không động đến và sau đó tiếp tục chắc ra một cái bát khác. Lúc này thì mình đã lọc được thêm cặn lắng xuống dưới, tuy nhiên vẫn còn đục lắm. Nói chung là hiệu quả mà sản phẩm mang lại thì chỉ mang tính chất tương đối thôi, không thể nào mà lọc được 100% được. Tuy nhiên
mình làm nó vẫn ok. Máy làm sữa hạt đa năng Uni có gì đặc biệt? Như mọi người thấy thì máy này nó có dung tích rất là lớn. Ở phần đế có những nút chỉnh thời gian, tốc độ, hẹn giờ. Hôm nay mình sẽ làm món sữa ngô để thử máy nhá. Mình đã chuẩn bị sẵn ngô non, sữa tươi không đường và sữa đặc rồi đây. Bây giờ mình sẽ tách hạt ngô cho vào máy, rồi đổ trực tiếp sữa vào luôn, đóng nắp và chỉnh nút thôi. Có một cái rất là hay, nếu mình chọn mục nào thì nó sẽ có một cái thời gian chuẩn cho cái mục đó luôn. Mình thấy máy này kêu hơi to nhưng được cái là không rung lắc một chút nào luôn ấy. Nó vừa xay vừa nấu sữa liền một lúc luôn, nên rất là tiện lợi. Và sau 8 phút đợi chờ thì mình đã có được thành quả rồi đây. Ok, giờ thì chúng ta cùng đổ ra cốc và mâm mâm thôi. Sữa ấm nóng ngon tuyệt cú mèo luôn ấy. Mời mọi người nhá. Mọi người đã thấy được kết quả rồi đấy. Còn Tôm cũng thấy nó rất là ok. Còn mua hay không thì đó là quyết định của mọi người. Ngủ chiếu ngàn sao á. Trời, sản phẩm này tôi mua với giá là 50.000 đồng. Nó nhỏ xinh bằng hai cái nắm đấm thôi. Nó đi kèm thêm một cái dây cáp sạc này. Có hai cách để nó hoạt động nhá. Một là dùng dây cáp nối trực tiếp với nguồn điện, hai là dùng pin tiểu nhá. Mình cần 3 pin và lắp ở dưới đáy. Thiết kế thì mình thấy nó khá là đơn giản thôi. Có đèn ở dưới phần đế và lớp bao quanh là những tấm bìa nhựa được trang trí in hình sao lấp lánh lên. Nó có hai cái nút ấn khác nhau này mọi người. Một nút là bật đèn trắng và một nút còn lại để bật cái đèn nhấp nháy sắc màu nhá. Giờ thì mọi người hãy cùng theo chân Tôm để xem trong bóng tối nó mang lại hiệu quả như thế nào nhá. Tên tên cùng nhau khởi động nào. Sao nhở? Mình thấy nó không được đẹp lung linh như mình tưởng tượng ấy. Ánh sáng và màu sắc của nó thì hơi bị mù mờ. Có điều đây chưa phải là cái góc ánh sáng tối hẳn, nên có lẽ là khi dùng nó trong màn đêm thì sẽ mang lại hiệu ứng ok hơn. Với lại đèn ngủ mà, mù mờ một chút vẫn chấp nhận được các bạn ạ. Chỉ sợ là sáng quá không ngủ được thôi nhá. Mình đã sử dụng sản phẩm và thấy nó ok nhá. Tuy nhiên là không có được ưng cái bụng cho lắm. 7 trên 10 điểm thôi. Người hãy cùng Tôm khám phá nó ngay nhá. Máy này tôi mua với giá là 57.000 đồng. Quá là hạt rẻ. Và đúng là mini. Máy này dùng 2 pin nhỏ nhá. Và nó bé xíu thế này nên chắc chỉ giặt được mút trang điểm thôi. Bỏ mút bẩn vào máy này, đổ nước, cho thêm xà bông, đóng nắp và ấn nút. Ôi giời ơi, không chạy à? Miếng nút bé tẹo vậy mà. Hóa ra cái lực xoay của nó rất rất yếu, nên chỉ cần khẽ mắc một cái là nó sẽ ngưng ngay. Thế đành cắt đôi cắt ba cái mút ra xem nào. Nó có quay. Và với cái lực quay như thế này thì khoảng một tuần nữa thì sẽ làm sạch được cái mút nha các bạn nhé. Thôi, cái này thì quần áo búp bê cũng chả giặt được đâu, nên các bạn cũng đừng có mua về cho con nhà mình chơi làm cái gì, mất công nó khóc lại phải dỗ. Các bạn đã thấy kết quả rồi đấy. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha.